tìm hiểu về các vấn đề của thanh thiếu niên, liệu pháp, tình dục. Ôi thần linh ơi, tất cả đều là bằng tiếng Hindi. Điều này thật là tuyệt vời. Gần gũi nhau trong đêm đầu tiên sau khi kết hôn. Hãy xuất nước hoa ngoại lai để khiến chồng bạn nằm dưới sự kiểm soát của bạn. Chào buổi sáng thưa bà. Một số cặp đôi cô có thể đọc sách, nhưng không phải những thứ dạy cô cách để đặt chồng cô dưới sự kiểm soát của cô. Đưa nó cho tôi. Bà ơi, bà đã phá hỏng tâm trạng của con vào sáng sớm. Ôi, tôi không thể nào mà tin được điều này. Chúng đang làm hư hỏng tâm trí của giới trẻ ngày nay. Đêm đầu tiên sau khi kết hôn có ý nghĩa gì nếu đó chẳng có kết quả gì chứ? Nè, cái gì nữa vậy? Thuốc tránh thai có thể thay đổi cuộc đời bạn. Bà thật sự muốn cái này hả? Bà muốn cái này sao? Đồ ngốc. Lại đây. Wow, ý tưởng tuyệt vời đó bà. Kali đang ở trong giai đoạn rất là khó khăn. Bây giờ Yu sẽ không cần đến cô nữa. Anh ấy sẽ tránh xa cô. Để anh giúp em. Được rồi, anh sẽ mở nó. Kali, anh không tìm thấy đồng hồ của mình. Nó trong phòng của em. Nó trong ngăn kéo đầu tiên. Em sẽ lấy cho anh. Thưa cô, lá trà Mina sẽ cháy. Đến đây nhanh đi. Em đi đi, anh sẽ lấy nó. Alo. Ừ. Cứ cười thỏa thích đi Kali. Cô càng cười thì tôi càng thích nhìn thấy cô khóc. Tuyệt. Kali đang dùng thuốc gì? Thuốc tránh thai sao?
Không sao đâu Gauri, đừng dành cho ta nhiều sự tôn trọng như vậy. Quên tôn trọng đi, có người sẽ bị xỉ nhục đó. Nè, cô đang nói về Kali. Cô đã làm điều giờ cần làm chưa? Rồi, nhiệm vụ đã hoàn thành rồi thưa bà. Cô lúc nào thì cũng vội vàng. Hãy kiên nhẫn đi nào. Chúng ta phải thực hiện bước đi tiếp theo. Du sẽ không thể không thắc mắc về những gì Kali đã và đang làm, và lý do cô ta phải dùng đến thuốc tránh thai. Alo. Ừ, Gauri. Ồ, cả Gauri về nhà chồng cô ta gọi cùng lúc. Mình nghĩ mình sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Dân, tôi đây. Được rồi. Ôi thần linh, ngài quả thật rất tuyệt vời. Ngài đích cho con nhiều hơn những gì mà con yêu cầu. Cậu đang nói chuyện với ai vậy, Arian? Con đang nói chuyện với người, với người điều hành cáp. Anh ấy hỏi con liệu có thể tham gia một số kênh không. Kali, mẹ thấy Adrian đang nói chuyện qua điện thoại. Từ ngôn ngữ cơ thể của anh ta có vẻ như có điều gì đó không ổn. Kali, mẹ đang có cảm giác rằng bà Chaudhary hoặc là Gauri đã gọi cho anh ta. Kali à, con phải cẩn thận đó. Mẹ đừng lo lắng mẹ Bansi. Họ càng hèn hạ thì quyết tâm của con sẽ càng mạnh mẽ hơn. Họ sẽ không bao giờ có thể vượt qua được con đâu. Trà, chỉ có Kali mới uống trà vào giờ này thôi. Cô không thích uống trà, Kali. Hãy chờ xem. À, cô đang đi đâu vậy? Con đi uống trà. Ta hiểu rồi. Mẹ bị đau đầu, giờ con muốn uống trà. Con không biết điều đó. Giờ không sao đâu, con sẽ tự pha cho mình một tách trà khác. Chị hãy đưa cái này cho bà đi. Uống trà nóng sẽ khiến bà cảm thấy dễ chịu hơn. Nè, tâm trạng của bà thì đang không tốt. Bà sẽ mắng cô vô cớ như mọi khi. Ta có thể cứu cô. Để ta đưa cho bà tách trà này. Nhưng mà ta sẽ nói với bà rằng ta đã pha trà này chứ không phải là cô. Cô hiểu không hả? Dạ con hiểu rồi. Vậy thì đưa đây. Cô là một cô gái ngoan. Tránh ra đi. Ta sẽ đưa nó cho mẹ của ta. Mẹ à? Ừ. Con mang cho mẹ một tách trà gừng nóng. Đưa nó cho mẹ. Ngon lắm đó. Ờ, con pha đó. Wow, trà rất là ngon. Mẹ thích lắm phải không? Ừ. Mình đã cảm thấy khó có thể vượt qua được Kali. Nhưng như thể điều đó vẫn chưa đủ tệ. Bà luôn phá hỏng mọi kế hoạch của mình. Cho dù thế nào đi chăng nữa, con chắc chắn có thể pha một tách trà ngon.
Ta cảm thấy dễ chịu sau khi uống trà con pha. Ôi, sao mẹ cảm thấy rất buồn ngủ vậy? Mẹ à, mẹ không khỏe. Đó là lý do tại sao mẹ cảm thấy buồn ngủ. Mẹ à, mẹ làm sao vậy? Mẹ có bị say thuốc hay gì không? Thế này đi, hãy đưa cốc này cho con. Đưa cho con nè. Được rồi, để con đưa mẹ lên phòng. Mẹ có thể ngủ ở đó. Con sẽ giúp mẹ đứng dậy. Cẩn thận đó. Ôi thằng Linh ơi, con đang giúp mẹ đứng dậy. Sao lại bắt con ngồi đây chứ? Đứng dậy nào, chúng ta cùng nhau đứng dậy. Nè. À, túi của mẹ. Cái gì? Mẹ có thể lấy nó sao mà không? Mẹ không có tin ai cả đâu. Được rồi. Khoan khoan, đây, túi của mẹ đây. Chúng ta đi nha. Cẩn thận nè. Mẹ bắt đầu cảm thấy chóng mặt rồi. Đi. Bà Chaudhary đâu rồi? Kế hoạch là bà ấy sẽ bắt quả tang mình ở đây. Việc này chưa xong đâu. Anh đang làm gì ở đây vậy? Tôi đến đây để mà gặp vợ tôi. Ôi, nè, hãy giúp tôi. Mở cửa. Hãy mở cửa ra nào. Giúp tôi với. Chuyện gì vậy? Gauri, vô chờ đã. Anh đang làm gì vậy? Chuyện gì vậy? Nè, anh xin lỗi. Anh tưởng sẽ không ai phát hiện ra như mọi khi. Nè, ý anh là gì? Anh đang nói mỗi ngày anh vào đây sao? Con không có lựa chọn nào khác ngoài việc đến khi vợ con gọi. Anh đang cố nói điều gì vậy? Tôi gọi anh đến bao giờ? Tất nhiên em là vợ anh mà. Câm miệng đi. Đừng có gọi tôi là vợ của anh. Tôi thậm chí không muốn nhìn thấy khuôn mặt của anh. Anh hãy ra khỏi nhà của tôi đi. Nè, em luôn chơi đùa với cảm xúc của anh hả? Khi chúng ta ở riêng với nhau, em quả thực rất tốt với anh. Lúc mọi người vào thì em lại làm sao vậy? Nè, em đang thay đổi hả? Chúng ta đang chịu trách nhiệm. Em không uống thuốc tránh thai à? Ôi thần Linh ơi. Ôi, anh rất là bối rối. Đừng có nói dối nữa. Tôi biết sự thật của anh rồi. Tại sao anh lại nói dối chứ? Đây, đây có phải là chìa khóa nhà hay sao? Sao cậu lại có chìa khóa này vậy? Kali đưa đó cho con. Chứ con làm sao vào nhà được mà không có chìa khóa chứ? Đây chắc chắn không phải là sự thật. Du, anh ta đang nói dối. Em xin thề với thần Rama, em không biết anh ta đang nói về điều gì nữa. Những lời buộc tội nghiêm trọng như vậy không thể bị coi thường chỉ vì cô đã thề với thần Rama đâu. Những lời buộc tội này là sai sự thật. Các cô gái Mithila có một lịch sử là bất cứ khi nào nhân cách của họ bị nghi ngờ, họ đã trải qua bài thử thách cuối cùng. Cô sẽ làm như vậy chứ?
bài thử thách cuối cùng sao? Chỉ vì một người lạ đến và nói xấu con mà bà muốn con trải qua bài thử thách cuối cùng? Tại sao mọi người phụ nữ luôn phải chứng minh sự trong trắng của mình chứ? Tại sao bà lại muốn tất cả người phụ nữ phải làm điều này chứ? Tất nhiên là phải làm, và cô sẽ phải làm điều tương tự. Hãy đi và chuẩn bị Havan đi. Dạ thưa bà. Dừng lại. Không cần phải dạy đâu thưa bà. Thử nghiệm này không có ích gì đâu. Nó sẽ có ích. Giống như nó có liên quan trong quá khứ, nó có thể liên quan đến cả ngày nay. Bà đã duy trì danh tiếng của gia đình này trong nhiều năm. Bà sẽ không thể nào để nó hoen ố cho đến khi bà còn sống. Nhân cách của cô ta đã bị nghi ngờ, và cô ta chỉ có hai lựa chọn mà thôi. Hoặc là cô ta sẽ phải trải qua bài kiểm tra cuối cùng, nếu không cô ta sẽ phải rời khỏi căn nhà này. Em muốn nghe thấy họ nói không? Đây là những gì họ nghĩ về em. Anh không thể nào để bất cứ ai đó xấu em nữa. Hãy đi với anh đi nào. Đi nào, buông tôi ra. Dừng lại. Tôi nói bỏ tay cô ấy ra. Vua, hãy để anh ta đi đi. Bà. Du, con đang làm gì vậy? Bỏ ra. Du à, anh ta sẽ chết đó. Nếu anh ta chết, chúng ta sẽ gặp rắc rối. Du. Du, dừng lại đi nào. Con vừa trở về từ bệnh viện sau khi sống sót sau vụ tai nạn. Bà nói đúng, con vừa sống sót sau một vụ tai nạn. Con nghĩ bà đã quên ai cứu con rồi. Là Kali đã cứu con. Người mà bà đã buộc tội điều gì đó rất kinh tởm. Trên cơ sở những gì Adrian đã nói, anh ta là một kẻ nói dối. Vua, đừng nói gì với bà cả. Trên thực tế, đừng nói bất cứ điều gì với bất kỳ ai. Người đã chỉ tay vào vợ khi mà chồng cô không tin tưởng cô. Và ngày hôm nay anh đang thể hiện sự tin tưởng đối với em. Nếu anh thể hiện rằng anh tin em đêm đó, khi em quay sang anh để cho anh trao cho em có quyền làm vợ của anh, thì chúng ta sẽ không phải chứng kiến những cảnh như ngày hôm nay. Và anh vẫn không tin tưởng em. Tại sao lúc đó anh lại im lặng? Tại sao lúc đó anh lại trút giận lên Adrian? Anh không có câu trả lời. Có phải như vậy không? Du à. Du,
hoặc là chấp nhận em, hoặc là để Adrian làm những gì anh ta muốn làm với em. Kali, xin đừng nói vậy. Em đã chịu đủ rồi. Chúng ta phải dừng việc đổ lỗi cho nhau lại. Em đến đây như một lá bùa bảo vệ của Gauri, để có thể chứng minh cho anh thấy rằng em chính là vợ của anh. Nhưng mà có lẽ điều đó sẽ không bao giờ có nghĩa là xảy ra. Nhưng mà với hoàn cảnh hiện tại thì em không muốn bất kỳ ai làm tổn thương nữa. Sẽ tốt hơn cho tất cả chúng ta. Nếu như bây giờ em quyết định rời khỏi ngôi nhà này và không bao giờ quay trở lại,